Người đàn ông bị rắn cắn vào của quý trên núi. À? Mẹ anh ta không những không đưa anh ta đi bệnh viện, mà còn chạy đến điểm thanh niên trí thức tìm tôi để cứu người. Cô thanh niên trí thức Khương Nha à. Cô xin cô mau cứu con trai tôi với. Trương Lệ giật mình vì tiếng khóc gào thảm thiết. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện người đến chính là Trương Xuân Hoa, người mấy hôm trước bị Khương Nhan ta cả một xô phân vào người. Bà cứ nói chuyện tử tế vào, chuyện gì thế? Cô Khương Nhan thanh niên trí thức, cô đừng chấp người nhỏ mọn. Cứu con trai tôi đi. Phía sau Trương Xuân Hoa có khá nhiều người đến xem náo nhiệt. Trong đó có Tiêu Yến. Đúng vậy, Tiêu Yển đã trở về hai ngày trước. Nói là gặp tai nạn giao thông ở thị trấn, chỉ là vẻ mặt cô ta lúc này lại vui mừng hớn hở một cách quả rõ ràng. Bà đứng dậy nói chuyện đi, Khương Nhan à, dù chúng ta trước đây có mâu thuẫn, nhưng bây giờ là chuyện sống còn của người ta. Cô không thể thấy chết mà không cứu được chứ. Ánh mắt Trương Xuân Hoa thoáng hiện lên một tia toan tính. Bị Khương Nhan bắt gặp ngay lập tức, người khác không biết Lưu Đại Phú bị làm sao, nhưng tôi thì rõ ràng lắm. Lưu Đại Phú bị dán cắn vào của quý, con rắn đó chính là tôi dùng không gian bí mật thả vào ai bảo hắn ta có ý đồ xấu với tôi bây giờ nếu tôi không rõ sự tình mà đi theo bị ép phải nhìn thấy cái đó của lưu đại phú thì còn gọi là tốt đẹp được nữa không bà tin nhầm người rồi bị bệnh thì nên tìm bác sĩ tin tôi làm gì cô khương nha à? chuyện không phải như vậy đâu lần trước kỳ tiểu thảo uống thuốc diệt cỏ cô cũng cứu được người ta và trước đó con của đại đội trưởng cô cũng cứu sống làm sao mà giống nhau được tiểu bảo chỉ bị đuối nước không chế nước ra là được rồi con kỳ tiểu thảo thì đơn giản hơn dùng phân để gây nôn thôi mà chỉ cần nôn thuốc ra người ta sẽ không sao tóm lại ý của cô ấy vẫn là không cứu khương nhan anh ta rất đáng thương dù sao cũng là một mạng người cậu cứ cứu đi đừng chấp người nhỏ mọn hãy đi cứu anh ta đi tiêu yến dường như là muốn thể hiện mình là người xinh đẹp tốt bụng khi nói chuyện với khương nhan còn khóc lóc nữa tiêu yến cô đúng là không biết nhớ đời đừng nói vậy tôi là người quá tốt bụng ba từ đó chưa nói xong không ngờ lại bị khương nhan tát một cái mạnh vào mặt khương nhan cậu làm gì vậy đúng vậy có chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế tiểu nhan thanh niên trí thức này tính khí nóng ngày quá chỉ là một cô gái thôi mà nói đánh là đánh tiểu yến cũng không nói gì quá đáng cả tiểu yến nghe thấy mọi người đứng về phía mình nói giúp mình càng thấy mình bị oan ức khương nhan cậu đang bắt nạt người ta đấy tôi cũng không nói gì cả cậu không muốn cứu thì thôi đừng đánh tôi đúng vậy tôi thấy thương ngày tiểu nhan cũng hay bắt nàn người khác ở điểm thanh niên trí thức đừng nói lung tung khương nhan không phải người như vậy tôi có an uổng cậu không cái tát này chính là do cậu đánh mọi người đều thấy rõ thấy mọi người bàn tán xôn xao trương xuân hoa thầm vui vẻ bà ta nói đi với tôi đi cứu con trai tôi trương xuân hoa nghĩ rằng mình đã kéo như vậy dù khương nhan không muốn nhưng trước mặt nhiều thanh niên trí thức cũng sẽ miễn cưỡng đi theo chỉ là không ngờ bà ta kéo mãi mà khương nhan vẫn không nhúc nhích ba làm gì thế? mau buông ra! Trương Lệ lo lắng định bước đến, thì thấy Khương Nhan giơ chân lên, Trương Xuân Hoa lập tức bị đá bay ra xa. trời ơi, giết người rồi, đánh người già rồi, tôi không sống nổi nữa rồi! tiếng kêu gào thảm thiết của Trương Xuân Hoa vang lên ở điểm thanh niên trí thức, lập tức mọi người vây quanh để xem náo nhiệt. Bao Chí Quốc cũng vội vã chạy đến. chuyện gì thế? đều vây quanh làm gì thế? đại đội trưởng ơi cứu mạng với! con bé này muốn giết người, ông phải làm chủ cho tôi! nó muốn bắt nạt mẹ con chúng tôi đến chết. đại đội trưởng ông đến đúng lúc rồi khương nhan như điên lên vậy ông nhìn mặt tôi này đều bị cậu ấy đánh sưng lên rồi tôi mong ông xử lý công bằng giải quyết con chuột này cho tốt không phải như vậy đâu đại đội trưởng trương lệ còn định nói gì đó nhưng bị khương nhan kéo lại là tôi đánh thấy chưa cô ta đã nhận rồi trương xuân hoa hùng giữ chừng mắt nhìn cô ấy cũng biết rằng việc vu khống này chắc chắn sẽ thành công rồi đại đội trưởng trương xuân hoa như phát điên chạy đến điểm thanh niên trí thức cường ép tôi đi cứu con trai bà ta cũng không nói con trai bà ta bị làm sao mở miệng ra là bảo tôi cứu người tôi không đồng ý bà ta còn muốn lôi tôi đi bao chí quốc nghe vậy xứng lại anh ta vừa từ nhà lưu đại phú về quả rõ tình hình của lưu đại phú rồi bà còn mặt mũi mà kêu gào nữa sao kêu gào cái gì chứ chuyện nhà bà tự biết rõ là thế nào rồi trương xuân hoa nghe giọng điệu của bao chí quốc biết rằng mưu đồ nhỏ nhanh của mình bị anh ta phát hiện rồi tiêu yến không chờ được việc xử phạt khương nhan đương nhiên không vui tại đội trưởng tôi biết khương nhan đã cứu con trai ông ông nên biết ơn cậu ấy nhưng công bằng mà nói Rõ ràng Khương Nhan sai rồi. Ông không thể bao che cho cậu ấy như vậy được. Trương Xuân Hoa là người bị hại. Sao ông có thể như vậy? Cô cho rằng tôi thiên vị sao? Đương nhiên rồi, Khương Nhan không đoàn kết xã viên, còn đánh đập xã viên và thanh niên trí thức không có lý do. Người như vậy mà ông không xử lý. Không phải thiên vị thì là gì? Bao chí cốt xít nữa thì cười. Anh ta cũng lời tranh cãi với Tiêu Yến. Quay sang nhìn Trương Xuân Hoa. Bà tự nói đi, con trai bà, Lưu Đại Phú, bị thương ở đâu? Tôi, tôi, chính là ở của quý. Bị rắn cắn. Ôi trời. Thật là, kỳ lạ, Lưu Đại Phú không biết giàn có độc không? Bị thương ở chỗ đó mà không đi bệnh viện. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Tôi vừa từ nhà anh ta về. Có nhiều người còn tận mắt thấy. Ôi trời ơi, Trương Xuân Hoa, ba của thực không phải người tốt. Bị thương ở chỗ đó mà không đi bệnh viện. Lại một lôi kéo thanh niên trí thức đi cứu. Ba có ý đồ gì thế? Mọi người mới hiểu ra. Hóa ra bà lão này bụng đầy mưu kế. Muốn cố ý đổ tội cho Khương Nhan. Khốn nạn, cái gì thế này? Kẻ trộm na làng bắt cướp. Tôi thấy cô Tiểu Yến kia cũng không phải là người tốt có lẽ hai người này cấu kết với nhau để hãm hại tiểu nhan đấy không tôi không có tôi không có cô đừng có mà nói láo cô cứ kêu cứu tôi nhiệt tình lắm phải không cô nói tôi thấy chết mà không cứu nói tôi vô tình phải không phải không cô nói tôi vì một mạng người hãy cứu người tiêu yến cô rõ ràng biết lưu đại phú bị thương ở chỗ không thể nào nhìn thấy được cô ý kéo tôi đi phải không không phải tôi không có hừ trương xuân hoa tiểu yến thanh niên trí thức mắt dân chúng là sáng suốt Sai lầm của hai người không thể bỏ qua dễ dàng. Vì đây là mâu thuẫn nội bộ của đội sản xuất thắng lợi. Chúng ta cũng không dùng đền đấu tố. Hai người chịu trách nhiệm trở phân gia ruộng. Mỗi người mỗi ngày ít nhất 20 thùng. 20 thùng phân sao, trương xuân hoa thì không sao cả. Bà ta từ nhỏ đến lớn chưa làm việc gì là chưa làm. Tiêu Yến thì chưa từng làm việc này. Lập tức ngất xỉu. Lần này là thật sự ngất xỉu.